Mỹ bắt kẻ tình nghi xả hàng nóng lễ diễu hành quốc khánh. Cảnh sát Highland Park xác định Robert Grimo là kẻ tình nghi trong vụ xả hàng nóng làm 6 người tử vong và bắt được người này trong một cuộc truy đuổi. Lou German, cảnh sát trưởng thành phố Highland Park thuộc bang Illinois của Mỹ, hôm 4 tháng 7 cho biết Robert E. Grimo, 3, 22 tuổi, là kẻ tình nghi liên quan đến vụ xả hàng nóng tại lễ diễu hành mừng quốc khánh khiến 6 người tử vong cùng ngày, nhưng thêm rằng là người này chưa bị coi là nghi phạm xả hàng nóng. Giới chức không tiết lộ lý do Crimo được xác định là kẻ tình nghi. Một đơn vị cảnh sát tại Bắc Chicago đã phát hiện Crimo và truy đuổi, trước khi khống chế được kẻ tình nghi và đưa về sở cảnh sát Highland Park. Cảnh sát địa phương cho biết đã tìm thấy một khẩu hàng nóng trường trên nóc nhà gần hiện trường, thêm rằng là vụ xả hàng nóng mang tính ngẫu nhiên và có chủ đích. Vụ xả hàng nóng xảy ra khoảng 10 phút sau khi lễ diễu hành bắt đầu trên đường phố Highland Park sáng ngày 4 tháng 7, khiến hàng trăm người phải chạy thoát thân. Giới chức thành phố thông báo ít nhất là 6 người đã tử vong và 31 người bị thương trong sự việc. Miles Jaremski, nhân chứng 73 tuổi có mặt tại hiện trường, nói rằng là ông đã nghe thấy ít nhất là 20 đến 25 tiếng hung khí nổ. Tôi từng phục vụ trong quân ngũ và biết rõ là tiếng hung khí nổ từ khí tài tự động. Lúc đầu tôi nghĩ đó là tiếng pháo, nhưng đột nhiên đám đông hai bên đường trở nên hỗn loạn. Tôi đến gần và thấy nhiều người đang đẫm huyết. Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy trong đời, hoàn toàn hỗn loạn, ông nói. Highland Park là thành phố với dân số 30.000 người, nằm cách trung tâm thành phố Chicago khoảng 40 km về phía đông nam. Sự việc xảy ra hơn một tháng sau vụ xả hung khí tại trường tiểu học Uvanda, tên Texas của Mỹ, khiến 21 người bị thiệt mạng, trong đó có 19 trẻ em.